Xin chào các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy đại diện cho giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm 6 ôn tập giữa kỳ 2 cùng các em. Đánh giá kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm 6, các em làm bài tập theo nhóm. Câu 1. Học sinh sưu tầm tranh ảnh về một ngành nghề truyền thống. Câu 2. Viết đoạn văn về ngành nghề truyền thống mình vừa sưu tầm. Trong câu 1, sưu tầm tranh cần lưu ý. Bố cục tranh, màu sắc, đường nét, đúng chủ đề, ghi rõ nguồn gốc tranh ảnh. Các em có thể sưu tầm ở trong sách, trong truyện, trong báo chí và trong trên mạng xã hội. Internet. Câu 2. Khi viết đoạn văn cần đảm bảo những yêu cầu sau. 1. Đúng kỹ năng viết đoạn văn. 2. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu. 3. Nguồn gốc ngành nghề. 4. An toàn lao động. 5. Dụng cụ lao động. Chúc em làm bài tốt. Thân ái chào các em.